tôi công nhận nha, bà vô lo vô nghĩ thiệt á. Chứ gặp như trường hợp như tôi đó, tôi coi lại cái phần mộ tổ tiên coi có vấn đề gì hay không. Bà, chứ sao mà trong gia đình cứ ly hôn quỷ hôn giống như bị bệnh truyền nhiễm vậy? Nè, Americano của bà nè. Cảm ơn bà. Tôi giận bà dễ sợ nha. Cái chuyện lớn như vậy mà tôi phải nghe từ những cái miệng ở bên ngoài. Ít ra thì bà cũng phải tâm sự cho tôi biết chứ. Tôi với bà đâu phải là cái mối quan hệ bình thường đâu. Tụi mình là bạn bè mấy chục năm, đã vậy là thông gia với nhau nữa. Có gì đâu, chuyện chẳng cháy nhà cũng chả chết người, thậm chí là cũng chả phải là ly dị. Chẳng qua là cái con bé út nhà tôi nó hủy hôn với cái thằng tồi kia thôi. Trời đất, cái chuyện như vậy mà bà nói không có lớn hả? Hai đứa nó hủy hôn ngay sau cái đêm tổ chức lễ cưới, vậy mà nói không lớn. Ôi trời. Lên phường ký giấy chưa? Nếu đã ký rồi là coi như đã có một đời chồng nữa nghe. Con cái đúng là làm khổ cha mẹ. Bây giờ là phải mắc công đi giải thích cho mọi người, đã vậy còn phải trả lại cái tiền mừng nữa. Tôi nói thiệt nha, nghĩ đến thôi tim tôi nó nhói lên. Nó nhói, nó đau vậy đó. Chắc bà buồn lắm phải không bà Ngọc? Có gì đâu, tôi vẫn ổn mà. Có gì đâu, tôi vẫn ổn mà. Thôi, bạn bè thân thiết với nhau mà bày đặt làm ra vẻ mạnh mẽ. Nó nghe nè, có gì thì bà cứ nói đi. Bà cứ than thở thoải mái. Nếu cần bà khóc, khóc lên. Theo thống kê là phụ nữ mình á, nước mắt nó cứ phọt ra ngoài thì tâm trạng nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Trời ơi, con cười nữa. Có gì đâu mà phải khóc. Ly hôn bây giờ là xu hướng đấy. Với lại không hạnh phúc mà lại cứ phải sống với sự bất hạnh cả đời à? Suy nghĩ vậy là tốt đó. Ít ra cũng phải suy nghĩ tích cực lên. Phụ nữ mình đừng bao giờ tiêu cực nha. Xem tôi đi, lúc nào tôi cũng tươi xanh ngời ngời. Là vì sao? Tôi rất là hạnh phúc. Tôi có hai đứa con trai trưởng thành, giỏi giang. May là như vậy đó. Mà tôi vẫn còn suy nghĩ, tôi vẫn còn lo âu đây nè. Công nhận, thằng Phương là một thằng đàn ông giỏi giang trưởng thành. Nó lại hết mực yêu chiều con Như nhà tôi. Cũng may cho bà đó. Bà vẫn còn trông kỹ vào cái thằng con rể là con trai của tôi đó. Mà con Như nhà bà nha, nó cũng quá là may mắn khi lấy được thằng Phương nhà tôi. Không giống như anh em nhà nó. Một đứa thì hủy hôn, hai đứa thì ly hôn. Tôi công nhận nha, bà vô lo vô nghĩ thiệt á. Chứ gặp như trường hợp như tôi đó, tôi coi lại cái phần mộ tổ tiên coi có vấn đề gì hay không. Bà, chứ sao mà trong gia đình cứ ly hôn quỷ hôn giống như bị bệnh truyền nhiễm vậy? Bà thông ra, bà đúng là tôi thoải mái lắm, tôi không có khắt khe. Nhưng giả sử chuyện thằng Bách nhà tôi đó dẫn về một cô gái đã từng ly dị rồi thì... Ủa sao tự nhiên tôi lại suy nghĩ khủng khiếp vậy ta? Ôi trời ơi, quá là khủng khiếp luôn á. Ôi, đừng bao giờ cái chuyện đó xảy ra đến với tôi nha. Ghê lắm. Mà con Như và bà đó đúng là viên ngọc quý nha. Vì thế nó mới hơi xứng với thằng Phương nhà tôi á. Con tôi đứa nào chả là viên ngọc quý. Con cái là tài sản lớn nhất mà. Tôi có đến 4 viên ngọc quý. Một viên ngọc quý của bà đang gọi tôi là mẹ nữa đấy. Thế là tôi có 5 viên ngọc quý. Mà cũng lạ thật đấy. Thằng bé đúng là gần bùn mà lại chả hôi tanh mùi bùn. Nó chả giống bà tẹo nào. Tới giờ đi ăn trưa rồi. Phải hẹn với con dâu đi ăn trưa thôi. Hey, mặc dù cô ấy bận rộn tới mức không về ăn cơm sườn nhà mình, nhưng sẽ không bao giờ từ chối lời mời của bà mẹ chồng dễ thương này đâu. Tình trạng đã ly hôn, sản xuất bởi Viettel Media.